sức. Giờ chúng ta bắt đầu khởi động. Tay ổn. Ngược lại. Xoay cánh tay. Ngược lại. Cho các bạn ôn tập lại thì thầy sẽ làm mẫu lại để các bạn nhìn và sau đó chúng ta sẽ thực hiện. Đây, thầy ôn động tác đầu tiên nha, động tác vươn thở các bạn nhìn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác lưng bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 dẫn các bạn ở trò chơi bật ô tiếp sức, và để trước khi chơi các bạn biết chơi, thầy sẽ làm mẫu cho bạn nha. Rồi các bạn nhìn ra đây cho thầy. Trò chơi như sau, ở ngay vạch vàng ngay đây là chúng ta thấy nó là vạch xuất phát, và từ vạch xuất phát chúng ta bật lên hai chân chậm lại ở ô thứ nhất. Rồi sau đó tới có một cái ô, hai ô nó bị cách rời, chúng ta mở chân ra và sau đó chúng ta sẽ chậm chân lại lần nữa, chúng ta mở chân ra cho ô tiếp theo và chậm lại, và cuối cùng chúng ta sẽ chạy về tới vạch vàng ở bên đây. Đó là cách chơi trò chơi, và trò chơi này như sau. Trò chơi này chúng ta có thể chơi được một người, hai người và thậm chí là rất đông. Vì đây là trò chơi nó mang tính chất thi đấu, nên nếu như chúng ta ở trong năm, chúng ta ở ngoài sân với thầy thì chúng ta sẽ chơi thi đấu nó rất vui. Còn hiện giờ là vì thời gian là virus
nên chúng ta đang học thì chúng ta tự luyện tập, thì trò chơi này nó sẽ mang tính chất ngược lại nhằm mục đích là rèn luyện cho bạn các tố chất nhanh, mạnh và bền. Sau khi chúng ta đã ôm lại bài dùng tay không, cũng như là chúng ta đã tham gia trò chơi và bây giờ là chúng ta thả lỏng. Đây, các bạn sẽ làm theo thầy nha. Các bạn ta thả lỏng, chuẩn bị. Căng cơ trên. Chân phía trước. Phía sau. Đây. Như vậy thầy hy vọng các bạn sẽ về nhà ôm lại tất cả các động tác đã học cũng như là trò chơi, và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết tiếp theo. Chào các bạn.